Chào mọi người, con em quay đàn hậu duệ của con Gin. Thần kinh căng đét, cắn này. Còn hai đứa đang ở trong kia, bố mẹ chưa chịu ra nữa. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi, anh ơi đứng xa ra tí em quay cho nó đợi. Ừ, sáng nhưng cảm giác nó hơi mờ sương thời tiết này. Đây là em quay hôm nay không có nắng. hai cháu đang mải bú chưa ra cắn. Đúng là con tin. Anh ơi đứng xa ra tí. Tụt rồi. Đứng xa ra, đứng xa ra. Em quay không thấy mặt anh đâu. Cả đàn luôn nhá. Ui ui ui, nhấc kìa. Bọn này hôm nay là em mới tiêm vaccine mũi 2 được vài ngày. Đi ra kia, ra kia. Em ơi, ra kia kìa. Giờ mới phát hiện ra. Con đấy, bây giờ phát hiện ra ngoài kia đang có trò vui. Anh quay một ít mà đăng lên Zalo. Đấy, 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 đấy. Hai cháu bố mẹ. Gỡ ra Linh ơi. Rách quần, có mỗi cái quần mồi. Này thật kinh căng lắm, tại vì con bố nó hậu duệ của Jim, con bố nó đẳng cấp lắm. Ở đâu? Ừ, đây đây cho mọi người xem. Thôi đi ra kia đi. Ra kia. Chuyển sang cái chai. Thôi đi ấy đi. Sọt nó. Ok. À thế thì anh có sọt. Anh nào có nhu cầu thì báo bên em nhá.